Các bạn nào muốn có thật là nhiều con huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con huy lên tới 419 con huy hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Lời đầu tiên thì cho mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới này thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này mình sẽ đưa tới cho tất cả các bạn rất là nhiều thông tin mới này, rất là hay và thú vị luôn bạn nhá. Ngoài những sự kiện sinh nhật đang có trong server của chúng ta thì sắp tới phiên bản mới ấy sẽ có rất là nhiều cập nhật hay và thú vị. Chi tiết như nào mình sẽ đưa tới cho tất cả các bạn trong video này nhá. Hiện tại thì các bạn nhớ là chúng ta chơi sự kiện thổi nến mừng sinh nhật này, nhận quà rất là ngon. Nhiều bạn thì hỏi mình là anh ơi, tại sao skin của Mina có trong vòng quay mà lại có ở trong cái phần đổi huy hiệu thân mật nữa? Thì cái này là lỗi bên Liên Quân, và bên Liên Quân ấy cũng có ra một cái bài viết rồi, sẽ được fix cái lỗi này đi bạn nhá, nghĩa là sửa cái lỗi này đi đấy. Ok, nên là bạn nhớ là chơi sự kiện này nhá. Còn tạo botter nhận skin blocker của vị tướng quy ấy thì chúng ta chờ 5 ngày nữa. Đây thì mình thấy 5 ngày nữa này, chúng ta chỉ cần vào trong đây chúng ta nhận hoàn toàn miễn phí thôi. Tạo xong rồi chúng ta ngồi chúng ta chờ thế thôi, rất là dễ và đơn giản luôn đúng không? Rồi, và sau đây thì chắc là các bạn sẽ cùng mình chúng ta đến với một số cập nhật mới trong phiên bản sắp tới. Nói chung là có hiệu ứng của các vị tướng này cũng như là ngoại hình nó được thay đổi các bạn nhá. Rồi, và các bạn đang xem thì đừng quên là like, đăng ký kênh và trộn cho mình để chúng ta nhận được rất là nhiều phần quà như là skin này và các phần quà con huy nữa các bạn nhá. Rồi, và sau đây thì chúng ta cùng đến với một số thứ mới trong phiên bản mới sắp tới luôn các bạn nhá. Chúng ta cùng let's go nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng Toro nhá. Vị tướng này thì chúng ta sẽ làm mới hiệu ứng. Đây, mình sẽ test cho tất cả các bạn chúng ta xem qua luôn nhá. Đây, vị tướng mới này thì chúng ta sẽ được làm hiệu ứng này, làm mới cái hiệu ứng đấy các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ test chiêu 2 của vị tướng này nhá. Các bạn xem này. Wow, vị tướng này khi mà dùng chiêu 2 ấy, đây các bạn nhìn giống kiểu như là một cái lốc xoáy nó cuộn vào trong. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Ok, ở đây thì mình sẽ tắt cái AI đi đã các bạn nhá. Ok này, và mình test luôn hiệu ứng đánh này. Đây, bạn thấy hiệu ứng đánh thường chúng ta cũng thấy khác rồi các bạn nhá. Ok, tiếp theo là chiêu 1 này. Đây, chiêu 1 này. Wow, đó các bạn thấy hiệu ứng. Giờ nói chung là vị tướng Todo chúng ta thay đổi hiệu ứng nhìn cũng, mình thấy là cũng khá là được đúng không các bạn. Đây, và đây là chiêu cuối các bạn nhá. Đây, chiêu cuối thì dậm nứt cả đất luôn. Đây, còn chiêu 2 nó sẽ như thế này này. Đây, bạn thấy không, kiểu như một cái lốc xoáy ở giữa. Đây là một số thay đổi về hiệu ứng của vị tướng Todo trong phiên bản mới các bạn nhá. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến một thay đổi nữa cũng khá là hay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng Tu Lan các bạn nhé. Thì vị tướng này các bạn thấy này, chúng ta sẽ được làm mới ngoại hình. Đấy, bạn thấy không, ngoại hình thì chúng ta sẽ có một chút khác biệt so với ngoại hình cũ các bạn nhé. Nếu mà các bạn nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy ở vầng trán này, mình thấy là ở vầng trán chúng ta có thay đổi một chút xíu lên trên phần tóc nữa. Đó, bạn thấy không, đây nhìn. Nói chung là thay đổi mình nhìn thấy Tu Lan kiểu như là nhìn nó thon hơn. Đó, nếu mà các bạn, chúng ta cứ vào game chúng ta so sánh thử nhá. Mình nhìn thấy thì nó sẽ thon hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ test luôn này. Và vị tướng này thì chúng ta sẽ cũng sẽ có nhá một chút thay đổi về hiệu ứng kỹ năng này. Đó, hiệu ứng kỹ năng sẽ có một chút thay đổi các bạn nhá. Rồi giờ thì chúng ta sẽ xem qua luôn. Ok, thì đầu tiên nhá, chúng ta mình sẽ nhấn lên cấp trước đã đi. Nhấn bật hủy hồi chiêu này. Ok, chúng ta cùng test thử chiêu thức của vị tướng này khi mà ở phiên bản mới các bạn nhá. Rồi, đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ test ở chiêu 1 này. Đây, các bạn thấy chiêu 1 không? Chiêu 1 sao cảm giác mình thấy nó bay ra hơi hơi chậm chậm một chút xíu nhỉ? Nó bay ra như một cái hình mũi tên ấy. Đó, các bạn thấy nhìn khá là đẹp đúng không? Đây, chiêu 2 này. Chiêu 2 cũng có thay đổi luôn các bạn. Đó, nhìn đẹp hơn. Theo mình thấy là thay đổi như thế này thì nhìn đẹp hơn. Đó, nhưng mà cái chiêu 1 thì cảm giác là nó hơi delay hơn một chút xíu. Không biết là các bạn có thấy giống như mình không? Kiểu như là hơi chậm hơn ấy. Đây, chiêu cuối này. Đó, chiêu cuối thì giờ nó kiểu không giống hình con chim giống lần trước nữa đúng không bạn? Nhìn kiểu giống như là chiêu 2 của vị tướng Rat Muay Thái ấy. Các bạn thấy giống không nhỉ? Đó, theo mình khá là giống đây. Chiêu cuối rất là giống cái kiểu như là chiêu 2 của vị tướng Rat Muay Thái luôn đấy. Ok, và đây là một số thay đổi về hiệu ứng của vị tướng Tu Lan các bạn nhá.
Ok, và thứ ba thì chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng, đó chính là một vị tướng rất là cute của chúng ta, Alip các bạn nhá. Rồi, chiêu 1 này, chiêu 1 thì hiệu ứng sẽ được làm mới các bạn nhá, nhìn đẹp hơn đúng không? Đấy, vứt ra một kiểu màu tím, rồi hiệu ứng nó sẽ là màu tím này các bạn. Rồi, chiêu 2 này, wow, các bạn thấy không, chiêu 2 rất là đẹp luôn, trời ơi, nhìn rất là tuyệt vời luôn này. Đấy, chúng ta test thử chiêu 2 này. Đây, các bạn nhìn thấy chiêu 2 nó đẹp đúng không? Màu tím này, chiêu 1 này, choáng này. Đó, các bạn thấy không? Hiệu ứng trời ơi, làm mới lại rất là đẹp. Chúng ta đến chiêu cuối luôn nhá. Chiêu cuối thì nó cũng là màu tím luôn các bạn. Đó, đánh thường này. Đây là sẽ là hiệu ứng đánh thường, từ mình tắt AI đi đã nhá. Đây, đánh thường này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn chứ còn gì nữa nhá. Bạn nếu mà thấy ý kiến của bạn như thế nào thì đừng quên là bình luận ở phía dưới để cho mình biết các bạn nhá. Và đây là một số thay đổi sắp tới ở phiên bản mới các bạn đang xem, nếu mà thích thú thì có thể bình luận ở phía dưới cho mình và tất cả các bạn khác chúng ta đều biết nhá. Chứ mình thấy là thay đổi một số hiệu ứng mới nó đẹp như thế này thì mình thấy là khá là ok, khá là xịn luôn đúng không? Và tiếp theo thì nhiều bạn đang xem thì chúng ta cũng đừng quên, đó chính là các bạn tham gia sự kiện, đó chính là máy chủ thử nghiệm đã được fit lỗi rồi các bạn nhá. Bạn nhớ là chúng ta chơi ở đây thì ngày hôm nay mình cũng có đăng nhập vào máy chủ thử nghiệm rồi. Các bạn chờ một chút xíu để mình đăng nhập nick của mình vào trong đây nhá. Ok, tiếp theo thì mình có đăng nhập vào trong đây rồi. Mình sẽ cập nhật huy hiệu này. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ nhận quà nhá. Đó, ở đây đăng nhập mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 50 hiệu này. Chúc mừng bạn đã nhận được 50 hiệu, các bạn thấy chưa? Ok, thì nói chung là phần quà đăng nhập thì mình đã làm xong rồi. Các bạn cứ xong nhiệm vụ nào thì chúng ta sẽ nhận huy hiệu nhiệm vụ đó để các bạn đổi sang quà. Nếu mà các bạn ngại lâu ấy, đổi dơn trang phục lâu thì bạn có thể đổi sang, đó chính là rơi vệ bộ tuyệt sắc tới 5 giấy liền. Chỉ cần chúng ta thu thập, chúng ta chơi 10 ngày thôi được 5 giấy vệ bộ tuyệt sắc thì mình thấy cũng khá là tuyệt vời. Hoặc là 8 giấy vệ bộ bậc S này, đây mình thấy cũng ngon đúng không? Chứ còn gì nữa, phần quà như thế này các bạn không nhận thì chúng ta nhận phần quà gì nữa đúng không? Nên là các bạn nhớ là tải máy chủ thử nghiệm về để chúng ta chơi và chúng ta trải nghiệm các bạn nhá. Kèm theo là nếu bạn nào chúng ta muốn nhận quân huy hoàn toàn miễn phí ấy thì bạn có thể đăng nhập vào nick shop, tức là shop toplq.com, đường link mình để phía dưới dành cho tất cả bạn. Khi mà chúng ta đăng ký đăng nhập tài khoản mới thì bạn sẽ nhận được quân huy hoàn toàn miễn phí, phải chơi vòng quay nhận quân huy các kiểu con là điều rất là nhiều luôn. Đường link mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn vào vui chơi thì chúng ta nhận quà bạn nhé. Còn video của mình giờ sẽ kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn.